Chào mừng các bạn đã trở lại với tin nhanh của ống kính hậu trường. Tối ngày 17 tháng 2, khán giả đã được chứng kiến sự trở lại của Jack và KCM với hai video trên YouTube. Jack đã sở hữu nút bạc chỉ sau vài giờ lập kênh. Teaser cần một lý do của KCM đã vượt mặt hơn cả yêu của Đức Phúc để chiếm vị trí top 1 trending. Thế nhưng, điều mà teaser này nhận được nhiều sự chú ý chính là việc nhận về cho mình rất nhiều dislike. Chưa đầy 24 tiếng, teaser cần một lý do của KCM ngoài ý muốn đạt số dislike khủng lên đến 827.000, vượt qua MV Hoa Vô Sắc trước đó của anh kết hợp cùng Jack, 726.000. Như vậy, đây là video có lượng dislike lập kỷ lục của Việt Nam. Và càng bất ngờ hơn, khi vừa lên sóng teaser trong vòng một ngày, thế nhưng kênh YouTube của KCM, teaser đã nhanh chóng biến mất. Theo đó, nếu click vào đường link dẫn tới teaser cần một lý do, người xem sẽ nhận được thông báo video không có sẵn, đây là video riêng tư. Nhiều khán giả đang thực sự thắc mắc liệu có ẩn tình gì trong việc đưa teaser cần một lý do về chế độ riêng tư khi clip này đang leo lên vị trí top 1 trending. Rất có thể, để dọn đường cho MV chính thức, KCM đã tạm ẩn đi teaser để MV ra mắt có thể dễ dàng lọt top trending. Như vậy, thay cho việc ẩn teaser, KCM đã đăng tải bản chờ công chiếu MV được ra mắt vào 20 giờ tối nay, ngày 19 tháng 2 năm 2020. Tuy chưa được phát hành nhưng MV cần một lý do của KCM cũng đã nhận được một lượng dislike siêu khủng. Tính đến sáng ngày 19 tháng 2 thì lượng dislike đã cao gấp hơn 11 lần so với lượng like. Và cũng không thể nào tránh khỏi những comment tiêu cực. Nhiều người vẫn còn đang thắc mắc, trong MV lần này, KCM đóng vai trò là một ca sĩ hay chỉ là producer giữ vai chính trong MV. Về phần Jack, sau 24 giờ lên sóng, hiện đoạn clip Jack và Đom Đóm 2020 đang tiến thẳng vào top 3 trending YouTube cùng 2 triệu lượt xem và đem về cho kênh J97 hơn 400.000 subscribe. Jack đã xác lập kỷ lục kênh YouTube có lượng subscribe tăng nhanh nhất Việt Nam với chỉ một video duy nhất và đứng thứ 2 trên thế giới. Dòng tâm tình mà Jack để ở phần mô tả của video: cả nhà đóm yêu dấu của Mel ơi, Jack muốn nhắn nhủ với fan club đom đóm của mình rằng Jack vẫn ổn, vẫn theo dõi những gì các bạn nhắn gửi và rất nhớ đom đóm. Jack thật sự biết ơn các bạn vẫn luôn tin tưởng và yêu thương Jack. Người ta bảo sau sóng gió thì càng hiểu nhau hơn. Jack và đom đóm cũng như vậy. Mọi người chờ Jack nhé. Dòng mô tả này đã đem đến cho Jack rất nhiều comment yêu thương từ khán giả. Cặp đôi Jack và KCM không biết vô tình hay cố ý đã bước vào trận chiến không khoan nhượng khi cả hai tách ra hoạt động solo và chính thức công khai thông tin comeback cùng thời điểm. Hãy cùng chờ đợi những sản phẩm chính thống chỉnh chu từ họ nhé. Cũng đừng quên nhấn subscribe kênh ống kính hậu trường để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.